Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, tập đoàn Tân Á Đại Thành đã khẳng định được vị thế vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng. Tự hào là thương hiệu quốc gia, là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam. Trước hiện trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng lớn, nước sạch ngày càng trở thành một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng với cuộc sống con người. Do vậy, giải pháp tổng thể về nguồn nước sạch cho gia đình Việt không chỉ là tầm nhìn, là mục tiêu chiến lược mà còn được coi là sứ mệnh và là triết lý gắn với sự phát triển của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Từ vị thế thương hiệu quốc gia của tập đoàn Tân Á Đại Thành và những nguồn lực bền vững, năm 2016, công ty cổ phần nhựa Strohmann Việt Nam được thành lập trên nền tảng vững chắc với tôn chỉ đẳng cấp đức sức sống mới. Ống nhựa Strohmann là sản phẩm chiến lược có phần quan trọng khẳng định vị thế của Tân Á Đại Thành là tập đoàn sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam. Giải pháp đem đến lợi ích cho xã hội bởi sự tiện lợi, kinh tế hiệu quả, đặc biệt tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Nằm tại vị trí km 26 quốc lộ 5 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nối thủ đô Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng. Với diện tích 6 hectare, nhà máy sản xuất ống nhựa Strohmann có lợi thế trong việc nhập khẩu các thiết bị nguyên vật liệu, phục vụ sản xuất và cung ứng hàng hóa nhanh chóng cho các nhà phân phối tại khu vực miền Bắc. Strohmann Việt Nam tự hào là nhà sản xuất ống nhựa đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư và xây dựng theo đúng tiêu chuẩn nhà máy sản xuất ống nhựa của Đức với hệ thống máy móc hiện đại đồng bộ nhập khẩu từ các nhà cung cấp thiết bị hàng đầu của Cộng hòa Liên bang Đức như dây chuyền máy đùn của tập đoàn Strohmann, Battenburg Cincinnati, hệ thống nạp điệu tự động khép kín của tập đoàn Zeppelin. Nhà máy sản xuất ống nhựa Strohmann sử dụng nguyên liệu nhựa nguyên sinh của các tập đoàn hàng đầu thế giới như Brugger, SCG, AGC Group, Hyosung, Sabic. Sở hữu công nghệ thế hệ mới năm 2016 với tính năng tự động hóa hoàn toàn cùng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 bởi các chuyên gia Đức và đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao, nhà máy sản xuất ống nhựa Strohmann khẳng định cung cấp ra thị trường sản phẩm ống nhựa và phụ kiện UPVC, PPR, HDPE có chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế DIN 8077-8078-2-2008, ISO 1452-2-2009, ISO 4427-2-2011, tương đương với chất lượng sản phẩm được sản xuất tại Đức. Just a short brief information about our company, Crossmafi is, I would say, the world leader of supplier of technologies and machinery for the plastic industries with extrusion technology, injection molding and machineries and also with reactive machineries. And we are work very successful in all the three segments at the moment. We have big challenges in the world right now, but with our technology, with our... Với nguồn nhân sự kinh doanh trẻ, nhạy bén, đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp, công ty cổ phần nhựa Strohmann Việt Nam mang sức trẻ nhiệt huyết hướng tới thỏa mãn ở mức độ cao nhất những yêu cầu khắt khe của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm hoàn hảo và dịch vụ tận tâm, nhằm đem lại hiệu quả sử dụng tối đa cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thân thiện với môi trường, đảm bảo hài hòa giữa những lợi ích doanh nghiệp chăm lo cho người lao động và trách nhiệm với cộng đồng. Là thành viên của tập đoàn Tân Á Đại Thành, thương hiệu quốc gia, Strohmann kế thừa và liên tục đổi mới, phát huy tiềm lực tài chính vững mạnh, tạo ra các sản phẩm hữu ích, tiện lợi và kinh tế. Strohmann Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khẳng định vị thế hàng đầu của thương hiệu Tân Á Đại Thành tại thị trường trong nước và quốc tế. Thank you.